Ok, hello anh em. Chào anh em đã đến với một blog nữa của mình. Và mình là Mr. Ken 789 các bạn. Các bạn đang coi kênh channel của mình vào lúc 7 giờ tối trên kênh Santana Motorcycle. Đây là một trong những con MV Agusta Raptor 800 mà tính tới thời điểm hiện tại mà mình thấy nó hầu như là từ đồ chơi cho tới mọi thứ là nhìn nó ra form plastic cà phê, nhìn nó best nhất tính tới thời điểm hiện tại là mà mình đã từng được gia chạm ha. Còn nhiều khi có những cái con xe mà nó vip rộ hơn nữa mà chủ nhân người ta chơi người ta giấu kín á, nên là mình không biết được. Nhưng mà đối với mình, con Raptor này là một trong những cái con xe mà khủng khiếp mà mình đã được từng gia chạm. Đây là con Raptor 800, các bạn có thể đánh như này nè, nó sẽ có nhiều bạn lắm. Đây, cái tên đầy đủ của nó là MV Agusta Raptor 800. Cái con xe này là mấy bạn nào mà có coi video cũ của mình, mấy bạn sẽ biết được là đây là cái con xe mà chủ xe đã độ sẵn rồi. Mình là mình chỉ có lên những cái giống như là sơn là cái dàn thùng xăng cho nó theo giống như cái bản Limited, rồi lên cặp clip on Barracuda cho nó ra form cà phê, rồi bảo vệ tay thắng. Còn những cái thứ kia là chủ xe hầu như là người ta là đã có sẵn hết rồi, nhưng mà ảnh chưa có ưng cái form cà phê lắm. Hôm nay ảnh gửi vô cho mình. Chủ xe này ở ngoài Nha Trang mấy bạn, chắc mấy anh em nào ở ngoài Nha Trang thì chắc cũng rành về anh này rồi. Anh này anh cũng, nếu mà một cái con xe mà hàng hiếm top Việt Nam giống như con xe này mà đi ngoài đường mà mấy bạn không vô cái ánh mắt nhìn của mấy bạn thì thực tế mà nói nhiều anh em đó người ta không mê xe. Còn những anh em nào mê xe là thấy con xe này là bắt buộc nó sẽ có một cái điểm nhấn cho anh em rồi. Đây là con Raptor 800. Con này hiện tại là mấy bạn nhìn trên hình nó gần như nó full đồ hết rồi, mà gửi vô cho mình để làm cái gì nữa. Thì con này thì mình sẽ trước tiên là vô đây, mình sẽ làm cho anh chủ xe là một cái thớt chẳng ba CNC ở trên cái đây. Còn đúng zin của cái con Raptor nó sẽ là cái cây trợ lực nó rất là dài các bạn. Cây trợ lực nó hình như là 90 ly, nó xài trợ lực 90 ly. Hành trình nó rất là dài. Nó sẽ bắt hai cái núm lên đây. Đây cái bắt trợ lực của nó là nguyên cái que rất là dài. Bây giờ mình sẽ thiết kế lại cho ảnh là cái cây trợ lực Olin. Làm thế nào mà mình sẽ bắt từ trực tiếp từ cái thớt chẳng ba CNC luôn. Thớt này mình sẽ bỏ ra ha, mình không có đụng tới. Mình sử dụng một cái thớt chẳng ba CNC bắt cây trợ lực Olin cho nó nằm gọn nhất có thể trên đây. Và làm thế nào mà cho cái phần chẳng ba CNC nó xô nhiều nhất có thể. Tại vì đa phần mấy anh em đi cái form cà phê á là mình xô cái phần bàn thờ ở trên đây nè rất là nhiều mấy bạn. Thường thường form cà phê giống như form sport á là các bạn sẽ xô cái phần bàn thờ nó rất là nhiều. Mình đang hiến kế như thế nào mà đưa cái phần này nó u lên cao cho nó gần sát bí với lại cái chữ Barracuda này, nhìn cho cái con xe nó đầy hơn cái xíu. Còn cái cây trợ lực Olin là mình sẽ sử dụng chẳng là cây trợ lực Olin màu đen new. Rồi thêm bên cạnh đó là mình sẽ set cho ảnh thêm một cái bộ cổ. Hiện tại là con xe này đang đi full set là bô zin mấy bạn. Bô zin của con Raptor 800. Cổ là vẫn là đang là cổ inox, vẫn còn bầu zin luôn mấy bạn. Đây là set bô. Thì hiện tại là đang ship về cho ảnh một cái bộ bô CRT, SC CRT. Cái form của nó sẽ nằm cọc ở bên hông bên đây nè, nhưng mà không có cổ titan. Cái này thì mình sẽ làm cho ảnh là một cái set cổ titan, nhưng mà yêu cầu của anh chủ xe là cổ titan nó sẽ là cổ titan mờ các bạn. Khi mà anh em gia công ra được cái bộ cổ titan rồi, các bạn muốn mờ thì bắt buộc các bạn phải qua một cái lớp xử lý nữa thì nó mới mờ giống như zin được. Chứ còn bình thường là ra cái titan xong mình mấy bạn sẽ nhìn nó hơi giận bóng. Còn nhiều anh em mà thích nó bóng á thì mình sẽ làm cho nó bóng, thích mờ sẽ làm cho nó mờ, nhưng mà làm mờ thì mình phải qua một cái lớp xử lý, mình bắt kén mình nữa thì nó mới mờ được, nó giống như zin. Rồi thì con xe này thêm cái cuối cùng mình sẽ làm cho nó sẽ là phần này bát biển số. Như bình thường mấy bạn thấy cái bát biển số của con Raptor nó sẽ nằm dưới đây ha. Nhưng mà bây giờ anh chủ xe thì ảnh thích làm giống như mấy cái form của Triumph T120 hoặc là Speed Queen 900
hoặc là làm giống như mấy con R90 là cái bát biển số sẽ nằm ở trong đây. Mình sẽ bỏ cái bát này ra, mình sẽ chạy CNC. Chạy CNC cái bát biển số nó sẽ nằm âm ở trong cái mâm. Là có nghĩa là nó sẽ che cái phần nhông sinh dĩa này lại, nó sẽ nằm ở trong đây. Mấy anh em nào mà hay độ chế cà phê á, mấy anh em sẽ biết được là cái bát biển số đó. Hoặc là hạt lay cũng vậy, hay là làm cái bát biển số nằm ở bên đây nè. Thì mình sẽ chạy CNC bắt thẳng vô trong cái phần húp ở trong đây. Ảnh đang định kêu mình là đưa cái bát biển số là cho đi dọc theo cái form hạt lay giống như cái chiếc hồi bữa mình mới làm. Nhưng mà mình nói ảnh là anh muốn dọc hay muốn ngang gì cũng được. Tại vì đơn giản là cái bát biển số nó đưa ra rồi, anh muốn dọc thì anh cứ khoan cái chỗ mà cái bọc biển số dọc, còn ngang thì muốn khoan bọc biển số ngang, thôi đó nó đơn giản. Nhưng mà khi mà anh muốn uống là không được sử dụng cái miếng mica, mà bắt buộc là anh phải để cái biển số không thì mới uống được. Chứ còn mà để vô trong cái khung biển số là mình sẽ không uống cong được theo cái bánh đâu nha. Giống như mấy cái xe hạt lay hồi bữa mình làm cái bánh biển số là muốn cong theo bắt buộc là phải gò. Mình gò cái biển số nó cong theo cái miếng nhôm luôn thì nó mới vô, nó cong ôm theo cái phần này thì nó mới đẹp được. Nhưng mà mình khuyên ảnh là cứ để cho nó xuôi chiều, nó thẳng theo cái bánh trong đây đi, nhìn nó sẽ ổn áp rồi. Không cần nhất thiết phải làm mà bẻ cong đâu. Bẻ cong mai mốt mình muốn về zin á, mình dập lại cái biển số là nó không được đẹp giống như mới lúc đầu đâu. Dập nó chua lắm mấy bạn. Con này là chỉ còn thiếu cái bộ trợ lực. Thực tế mà nói phuộc của con Raptor 800 này nó cũng khá là đẹp rồi. Xe zin con này, Raptor 800 hình như zin con này là mình không rành nha. Nhưng mà riêng về mâm Kinel hình như Raptor 800 là đi mâm Kinel rất nhiều. Và zin của nó luôn á. Zin của Raptor 800 là nó đã xài sử dụng mâm Kinel luôn rồi. Có xe là mâm đỏ, có xe là mâm đen, có xe là mâm trắng. Nhưng mà đa phần ở thị trường Việt Nam mấy bạn sẽ thấy nhiều nhất là những cái con Raptor 800 nó sẽ có màu trắng đỏ, là cái mâm của nó là cái nang ngồi đây nè, nó là cái nang màu trắng, còn cái đùm nó sẽ là đùm màu đỏ bọc đô giống vậy. Con này bây giờ chỉ cần thiếu cái phuộc sau. Phuộc trước thì cũng khá đẹp rồi. Anh chủ xe anh định nói mình là kêu mình là tháo cái phuộc trước này ra, anode lại màu đen luôn. Anh muốn là full nguyên cái phuộc là đen từ A tới Z. Nhưng mà mình khuyên rồi, mình nói ảnh là hiện tại xe anh là đang đi cái tông màu đen đỏ, màu đen chủ đạo, những màu đỏ quá đẹp rồi. Thả cái phuộc vào vô nó màu đỏ nó cũng rất là đẹp. Bây giờ đi anode lại cái vỏ phuộc nó màu đen á, đâm ra là nhìn nó sẽ không có đều lắm, nhìn nó sẽ không có ok lắm. Thứ nhất là không ok, thứ hai là mấy bạn biết không, khi mà mấy bạn trên cái nền nhôm của các bạn mà nó là nhôm CNC nước đầu tiên mới CNC ra, mấy bạn đem đi anode cái màu nó sáng bóng cực kỳ đẹp. Nhưng mà khi mà một cái nước nhôm đã qua nó một lần rồi, mấy bạn tẩy cái màu đi, tẩy về cái màu zin, có nghĩa là mấy bạn tẩy về cái nhôm trắng, sau mấy bạn mới anode lại một cái màu khác mình ưa thích, thì nó sẽ không có sáng bóng giống như là cái màu lúc đầu. Nên là mình phải tư vấn cho khách hàng biết. Nhiều khi khách hàng cứ nghĩ là giống như mấy bạn mua cái phuộc Olin á, về thấy cái nước nhôm nó sáng bóng luôn, nhìn sáng lung linh như một chinh luôn. Nhưng mà thực tế mà nói, các bạn tẩy cái nước nhôm mới đi, các bạn anode lên màu đen, hoặc là anode lên màu xanh, anode lên cái màu vàng, thì cái màu nó sẽ không có dậy sáng giống như 100% giống như là hàng mới lắp thùng. Nó chỉ có được khoảng tầm 80% thôi. Các bạn trong cái nhôm nó hơi bị mờ mờ, chứ nó không có sáng giống như là lúc mà anh em mới chạy CNC giao nó bán. Đúng không? Mình phải tư vấn cho khách giống như vậy nè. Đó. Giống như cái miếng nhôm ở trên đây, mấy bạn thấy nó sáng vậy đúng không, nhưng mà nó sáng không bằng nguyên cái khối nhôm mấy bạn mới chạy CNC ra đâu. Như vậy các bạn mà đem đi anode lên một cái á, là mấy bạn sẽ nhìn cái màu nó hơi đục tí xíu, 1:8, 1:10. Thì đối với những bạn nào mà không biết nghề á thì không vấn đề, nhưng mà đối với người mà người ta nhìn màu sắc đồ này nọ, người ta nhìn nghề ta quen á, nhìn vô một cái là thấy là hai cái màu nó lệch tông nhau liền. Con xe này đợi mai mốt nữa mình sẽ lên cho anh chủ xe cặp dĩa chạy chẳng ba CNC, rồi lên set phuộc, lên set trợ lực, rồi lên set cổ titan với lại cái bô SC1R, cái bô SC-CRT, rồi chạy cái bát biển số ở dưới đây. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em hết cái con xe này full đồ, nó sẽ tốn khoảng tầm bao nhiêu tiền. Riêng những cái đồ lắp ráp len keng giống vậy các bạn rớ vô, mua mà chính hãng của MV nha. Mua đồ đúng hàng cho MV.
mắc cực kỳ. Và đây cũng là một trong những cái con xe mà dòng Naked Bike có góc lái hẹp nhất mà mình đã từng biết. Hồi trước thì MT09 Gen 3 nó đã rất là hẹp rồi. Con này nó còn hẹp hơn MT09 Gen 3 rất nhiều. Và cái đòn đuôi của nó rất là cục. Hồi xưa mấy bạn chỉ thấy là CB650 là nó có cái đuôi cục nhất đúng không? Nhưng mà chưa đâu. Đây, CB650 là nó có đuôi cục nhất. Thằng này nó còn cục hơn CB650 nữa. Tính ra là cái chớp đuôi của nó là nó ngang tầm ngay cái tim bánh luôn. Nhưng mà cái foam này mấy bạn ngồi lên nó cực kỳ đẹp, không có gì để bàn. Dòng xe cực kỳ trâu luôn. Đó. Vô ngồi lên xe thấy thần thái liền. Đúng như nó là hai ghi đông bắt trên đây, là mấy bạn đi ghi đông nách. Là nó ghi đông của ông này là nó cũng tốn nhiều công sức lắm. Nó sẽ sử dụng giống như thằng Kawa 650 á. Nó có nguyên hai cái ghi đông là nó bắt thẳng lên trên cái chẳng ba, đưa cái chữ V ra ngoài. Nó giống như xe nào ta? Nó giống như mấy cái xe giống như là X-Max 300 á. Nó có nguyên cái vàng nhôm là bắt thẳng ở trong ghi đông, đưa chỉ cái chữ V ra ngoài. Cái đó mà mấy bạn chạy CNC mà cho nó thấp hay nó cao lên, tốn biết bao nhiêu tiền nhôm mà nói. Này là anh lên ghi đông Sport rồi. Còn góc lái, bạn coi góc lái nè. Đây, nè bẻ hết lái nè. Thấy không? Cái này là hết lái nha. Xe này hiện tại nó là xe zin, chẳng ba zin, tất cả đều zin hết. Nhưng mà bẻ hết lái của nó là hành trình mấy bạn coi. Nếu mà anh em nào mà coi kéo lại những cái clip trước, chưa có một con xe nào mà Naked Bike nó có một cái form mà gọi là hết gốc lái giống vậy. Hết gốc lái của nó mấy bạn, nó nghiêng lên đó khoảng tầm được 15-20 độ á. Hồi trước giờ là mình thấy MT09 nó là gốc lái nó là đã hẹp rồi. Còn Raptor 800 nó còn hẹp kinh khủng khiếp hơn nữa. Con này với lại con Rivale 800 mình không biết là cái con nào nó hẹp hơn. Nhưng mà đối với con này là nếu mà anh em mà đi trong phố nha, đi ghi đông nách á, thì nó còn ok. Còn mấy anh em đi ghi đông sport giống vậy, mà đi trong phố mà vô mấy cái hẻm nhỏ nhỏ, hơi bị chua. Tại vì góc lái của nó mà dù mấy cái hẻm nào nhỏ nhỏ, cái hẻm khoảng tầm 2 mét á, làm quẹo mình quẹo vô nó không hết cua. Phải lấy lốc rộng ra mình bo vô, chứ còn quẹo gấp một cái là không thua. Sợ nhất là mấy cái pha này, biết sợ nhất không? Vô đường hẻm nhỏ mà kẹt xe, ve tới ve lui cực lắm. Xe này gần như full hết carbon này. Về carbon, oppo carbon, dàn đuôi carbon, dàn cánh gà carbon, về trước carbon, hai cái hốc gió carbon. Chỉ có còn đúng cái thùng xăng là không, chưa có carbon thôi. Thùng xăng con này là thùng xăng bằng nhựa các bạn. Các bạn để ý thử tất cả, hình như tất cả những thùng xăng của MV, tất cả luôn. Hình như mình thấy đa phần Rivale, Raptor với lại F4RC hoặc là F4RR đa phần thùng xăng bằng nhựa hết. Nó giống như những cái con Ducati đời cũ á. Ducati nó cũng là thùng xăng bằng nhựa rất nhiều nha. Chỉ có một số thùng xăng là nó bằng thép thôi. Những cái con cao cấp giống như là V4 thùng xăng nó bằng full nhôm. Còn đa phần thùng xăng nó bằng nhựa, nó sẽ đỡ một cái là nó không bị oxy hóa mấy bạn. Thùng xăng sữa nó sẽ không bị oxy hóa. Và khi mà mấy bạn thấy vậy thôi, nó rất là khó bể nha. Rất là khó bể luôn. Ví dụ chà xuống nó chỉ có mòn thôi. Mà mình không, cái nhựa đó làm bằng cái nhựa gì mình không rành. Nhưng mà nó chịu ga đập cực kỳ tốt. Và cái nhựa rất là dày anh em. Nhựa thì đỡ một cái là muôn đời nó sẽ không bao giờ mà nó bị oxy hóa. Là đồng nghĩa với bạn là không có giống như những cái xe Z1000 hoặc là Z10. Là mình phải chán keo cái thùng xăng. Là mình chỉ có thế mình đi thôi. Lâu lâu mình vệ sinh lọc liếc đồ các thứ. Rồi. Đấy, mấy mốt mình hoàn thiện hết những cái phần mà lóc cốc len keng mà mình làm sao cho ảnh, thì lúc đó là xe vô là hầu như là full đồ rồi. Lúc đó mình sẽ liệt kê cho anh em để dọn một cái con xe giống như hình, thì mấy bạn sẽ tốn khoảng tầm bao nhiêu gạo cho một cái con Raptor 800. Còn về cái độ thẩm mỹ, về cái độ đẹp, về mọi thứ trên những con xe MV, tất cả từ dòng Naked cho tới dòng Sport, thì thực tế mà nói, kể cả những cái dòng ADV luôn, chưa một con xe nào mà của hãng MV Agusta mà làm ra mà nó xấu. Con nào nó cũng như con nào, mỗi con nó có một cái chất riêng và cực kỳ đẹp anh em. Từ góc cạnh cho tới chi tiết mọi thứ. Tại vì mình chưa bao giờ được sở hữu một con MV Agusta
nên là mình không đánh giá được là cái xe nó chạy nó bền như thế nào, nhưng mà mình chỉ có đánh giá một cái đơn giản cho anh em, đó là về cái độ nóng, nó cực kỳ nóng, kể cả Rivale, kể cả Raptor, kể cả Sport F4RR, con nào Rivale mình cũng chạy rồi, Raptor mình cũng chạy rồi, F4RR là mình chạy quá nhiều luôn rồi, con nào vô một cái là trời ơi nó cống nóng súc chỉ. Con này thì nó chỉ có 3 máy thôi, hiện tại đang đi cái bô Jin nên là nổ nó nghe nó hơi bị sida, mai mốt vô cái bô độ thì nghe nó sẽ phấn khích hơn tí xíu. Thực tế nhiều anh em kêu tại sao lại chơi bô, mấy bạn ôm một con xe phân khối lớn, mấy bạn gắn cái bô Jin vô, các bạn chạy nó rất là mất cảm xúc, phải tùy theo mỗi người một cái cảm nhận. Chứ riêng ở đây, riêng về thị trường Việt Nam, ba con xe có thể trên thị trường chỉ có đúng Z1000 là mấy bạn móc bô nhẹ, các bạn nghe là nhìn nó phấn khích, ngoài ra không có một cây bô Jin nào mà móc bô mà nghe nó hay mà gọi là xúc chỉ hết. Trừ Z1000 ra, chưa có con nào mà nó giết được cái phân khúc Z1000 về cái phần móc bô hết. Kể cả hôm nay các bạn móc bô nghe nó cũng si ra, nhưng mà ác một cái nó ba máy, nó nghe nó không có áp phê. Bốn máy mà giống như mấy cái máy của Z1000 hoặc là máy của Redland á, mấy bạn nghe rất là hay. Nhưng mà riêng về mấy cái xe ba máy mà của MV, mấy bạn nghe nó giống như Triumph á, nghe nó bè, đa phần nghe tiếng gió là nhiều, cảm thấy nó không có phấn khích lắm, bắt buộc anh em phải vô bồn. Nghe áp lực không? Nghe nó không ra cái tiếng bass nhiều. Đa phần mấy anh em Việt Nam là thích nghe tiếng bô, là nhìn nghe nó bét. Đây là cái bể cá Bác Hồ. Đúng rồi. Tất cả các cái bể cá mà mấy bạn thấy ở thị trường Việt Nam là nhiều nhất là Ducati. Thứ hai là Z1000. Là nhiều nhất, thường thường là người ta sẽ show hết cái phần mặt kính này ra. Hoặc là Triumph, người ta show hết cái phần mặt kính này ra để lòi nguyên cái dàn nhân ở trong đây nhìn nó đẹp. Còn riêng của con MV Raptor là nó làm nguyên cái bát CNC là nó che hết phần này luôn rồi. Đâm ra cái phần đẹp nhất là nó đã che luôn các bạn. Thằng này thì nguyên kit của nó bèo chứ cũng phải là tầm 30 cho một kit đó. Sơ sơ mấy bạn cứ nhắm giá từ phần mâm, rồi từ phần đồ chơi, đèn, đốm, tay thắng, tay côn, mọi thứ trên xe. Mình nói nhắm mắt thì nó cũng rơi vào khoảng tầm 200 mấy chục chai, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Rồi, đại tập 2 thì mình sẽ review chi tiết con này, từng món, bao nhiêu tiền, cho anh em biết được là để mà dọn một con xe giống như hình mấy bạn sẽ tốn khoảng tầm bao nhiêu gạo cho mỗi con Raptor 800. Rồi, máy bay, chào tạm biệt. Đúng.